Từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 29 tháng 2 này, khi tham gia chương trình siêu ưu đãi tại Hoàng Hà Mobile, quý khách sẽ được hưởng ưu đãi sản phẩm công nghệ giảm tới hơn 50%, ưu đãi 1 triệu đồng khi trả góp qua homepage later. Quét mã QR ngay để được biết thêm thông tin chi tiết. Hoàng Hà Mobile xin trân trọng cảm ơn. Chào các bạn, Dương Văn Minh là Tổng thống của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Trong lịch sử, chúng ta đã cùng nghe đến nhân vật này rất nhiều, nhưng cuộc sống của ông ra sao hẳn là ít người biết. Vậy trong video hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu khách quan về ông Dương Văn Minh các bạn nhé. Dương Văn Minh sinh ngày 8 tháng 11 năm 1916 tại tỉnh Mỹ Tho, nay là tỉnh Tiền Giang, trong một gia đình khá giả khi có cha là thầy giáo, sau đó là tri phủ, rồi đốc phủ sứ Hàm. Gia đình ông Minh theo đạo Phật được đánh giá là lễ giáo, nề nếp. Dương Văn Minh là con cả trong gia đình có 7 anh chị em. Trong đó, ông có một người em trai tên là Dương Thanh Nhật, tham gia hoạt động cách mạng và sau này là đại tá quân đội nhân dân Việt Nam. Ông Nhật cũng là người có ảnh hưởng trực tiếp đến những quyết định sau này của ông. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 1939, ông Dương Văn Minh nhập ngũ vào quân đội thuộc địa Pháp. Một năm sau đó thì Dương Văn Minh học trường đào tạo hạ sĩ quan và sĩ quan dự bị của Pháp. Hai năm sau đó, ông vào quân đội Pháp. Sau khi Nhật đảo chính Pháp thì Dương Văn Minh đang phục vụ tại Vũng Tàu thì bị Nhật bắt và đưa về Sài Gòn giam giữ. Đến năm 46, Pháp chiếm Nam Kỳ, ông được trả tự do và tái phục vụ trong Trung đoàn 11 bộ binh của quân đội Pháp và giữ chức vụ trung đội trưởng. Một năm sau đó, Dương Văn Minh được phong lên hàm thiếu úy, đại đội phó của đội Pháp, rồi lần lượt lên đến cấp tá. Ông là sĩ quan duy nhất trong số 50 sĩ quan người Việt Nam được thăng hàm cấp tá trong hàng ngũ quân đội Pháp. Sau khi Pháp rút quân khỏi Việt Nam năm 1954, thì Dương Văn Minh quay sang ủng hộ Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Ông được ông Ngô Đình Diệm tin tưởng và đề bạt những chức vụ quan trọng sau khi tham gia một trận đánh tại Sài Gòn Chợ Lớn. Tuy nhiên, sau một thời gian, vì danh tiếng của ông quá lớn nên ông trở thành cái gai trong mắt ông Diệm và không còn nhận được sự tín nhiệm. Các chức vụ mà ông được ông Diệm giao cho đảm nhận chỉ mang danh chứ không có quyền thực. Không còn nhận được sự trọng dụng, lại là một tín đồ của Phật giáo, ông đã tỏ ra bất mãn với những biện pháp trấn áp Phật giáo mà ông Diệm ban hành. Đầu tháng 11 năm 1963, ông được sự hậu thuẫn của người Mỹ. Hội đồng quân sự do Dương Văn Minh đứng đầu đã tiến hành cuộc đảo chính lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm. Cuộc đảo chính đã chấm dứt 9 năm cầm quyền của ông Diệm. Sau khi Diệm nhú chết thì Dương Văn Minh đứng lên nắm quyền. Trong cuộc đảo chính lần này, Dương Văn Minh giữ một vai trò quan trọng là người lập kế hoạch chi tiết tiến hành các cuộc đảo chính, đối phó với những tướng tá thân cận của ông Diệm, rồi sau đó từng bước cô lập ông Diệm. Tuy nhiên, lên nắm quyền được vỏn vẹn chưa đầy 3 tháng thì ông lại bị Nguyễn Khánh lật đổ. Bắt đầu ông Khánh vẫn để ông Minh là nguyên thủ quốc gia nhằm tận dụng vị thế của ông trước công chúng, nhưng không có quyền thực sự. Tuy nhiên, một thời gian ngắn sau đó, khi đã hết giá trị lợi dụng thì ông Minh bị đưa đi đày ải. Năm 1971, ông Dương Văn Minh tái xuất chính trường và đối đầu với đương kim Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, người được Mỹ ủng hộ trong cuộc chạy đua tranh chức Tổng thống. Cuối cùng, ông Minh đã rút lui sau khi tuyên bố rằng cuộc bầu cử chỉ là một trò múa rối. Cũng có thể, ông rút lui vì tự thấy mình sẽ thua. Ông Nguyễn Văn Thiệu nghiêm nhiên trở thành Tổng thống mà không phải cạnh tranh với đối thủ nào cả. 4 năm sau, ông Thiệu từ chức, Trần Văn Hương lên thay. Tuy nhiên, cũng chỉ được vài ngày thì ông Hương từ chức. Dương Văn Minh chính thức lên nắm quyền Tổng thống. Ông cũng là Tổng thống cuối cùng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Lên nắm quyền vẹn vẹn 2 ngày thì trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân giải phóng miền Nam tấn công vào Sài Gòn. Dương Văn Minh được sự vận động của em trai là Đại tá Dương Thanh Nhật đã giơ tay đầu hàng vô điều kiện, chấm dứt. Nguyên lời tuyên bố đầu hàng của ông Dương Văn Minh ở những giờ phút cuối cùng làm Tổng thống như sau. Tôi, Đại tướng Dương Văn Minh, Tổng thống chính quyền Sài Gòn, kêu gọi quân lực Sài Gòn hạ vũ khí đầu hàng không điều kiện quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Tôi tuyên bố chính quyền Sài Gòn từ trung ương đến địa phương giải tán hoàn toàn, từ trung ương đến địa phương trao lại cho chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Vấn đề này có nhiều ý kiến cho rằng ông Minh hèn nhát, nhưng cũng nhiều ý kiến lại nói dù sao thì quyết định của ông Minh cũng nên được ghi nhận ở thời điểm đó, vì ít ra ông ấy đã giúp cho thành phố tránh được thương vong. Nói về vấn đề Dương Văn Minh, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt cùng từng chia sẻ với báo Tuổi Trẻ khi ông còn sống rằng, theo ông Dương Văn Minh nhậm chức vào ngày 28 tháng 4 năm 1975. Đây là ngày mà một nhà quân sự như ông có thể đoán được sự thất thủ của Sài Gòn. Nếu ông Minh để cho các tướng dưới quyền tử thủ, thì có thể chỉ làm thiệt hại thêm nhiều sinh mạng và tài sản. Sáng ngày 30 tháng 4, khi nghe ông Minh kêu gọi binh lính buông súng để chờ bàn giao chính quyền cách mạng, thì ông đã thở phào nhẹ nhõm. Phải ở chiến trường và vào đúng giờ phút ấy mới cảm nhận được tầm quan trọng của quyết định này.
Phải nói rằng Dương Văn Minh cho đến thời điểm hiện tại, dù công tội thế nào thì ít nhất chúng ta phải công nhận một điều là tại thời điểm đó, ông đã đặt sinh mạng của người Việt Nam lên trên hết. Quyết định của ông đã giúp thành phố tránh được thương vong cả người và tài sản. Sau khi đất nước thống nhất hai miền Nam Bắc, ông Dương Văn Minh được nhà nước tạo điều kiện cho sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Mãi đến tận 8 năm sau, ông mới sang Pháp định cư. Sang Pháp được một thời gian ngắn thì ông lại chuyển sang California, Mỹ để sống với gia đình con gái. Theo đó, ông Minh kết hôn với bà Trần Thị Lang và họ có với nhau 3 người con, 2 trai, 1 gái. Hiện tại cả 3 người con của ông đều đang sống và làm việc ở nước ngoài. Thời gian cuối đời, ông Dương Văn Minh vẫn luôn bày tỏ mong muốn được trở về quê hương và sống như một người dân Việt Nam bình thường. Sau khi ngã ở nhà riêng thì ông được đưa tới bệnh viện, nhưng do tuổi cao sức yếu nên ông đã không thể qua khỏi và mất ngày 6 tháng 8 năm 2001, thọ 86 tuổi. Nhiều năm trước khi qua đời, ông Minh đã phải chiến đấu với bệnh tật và phải ngồi xe lăn để di chuyển. Như vậy chúng ta đã vừa cùng nhau tìm hiểu về cuộc đời Tổng thống Dương Văn Minh. Đã từng theo Pháp, Mỹ, thế nhưng quyết định đầu hàng cuối cùng khi tại chức của ông được xem như lời sửa sai mong đã dành cho người Việt Nam. Còn các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại.